Quách Ngọc Hoàng và Phượng Chanel đường ai nấy đi, netizen chỉ cách xử lý người tình trên ngực. Mới đây, thông tin cặp đôi Quách Ngọc Hoàng và Phượng Chanel vừa chính thức đường ai nấy đi sau 6 năm gắn bó khiến dư luận xôn xao. Chuyện tình giữa nam diễn viên và nữ đại gia hơn 8 tuổi ngay từ khi bắt đầu đã vướng phải hàng loạt thị phi ồn ào. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2015, nhưng nhiều tin đồn cho rằng cả hai đã bắt đầu mối quan hệ từ trước khi cuộc hôn nhân của Quách Ngọc Hoàng và Lệ Phương chấm dứt. Vậy nên, Phượng Chanel bị cho là người thứ ba và cặp đôi đã chịu sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Dẫu bị bủa vây bởi thị phi, song cặp đôi vẫn không ngại bày tỏ tình cảm với nhau một cách ngọt ngào trước công chúng. Sau khi hẹn hò Phượng Chanel được 6 tháng, Quách Ngọc Hoàng đã quyết định xăm chân dung của người tình lên ngực để thể hiện tình yêu của mình. Đến nay, khi cặp đôi đột ngột chia tay sau 6 năm bên nhau, thì hình xăm minh chứng của tình yêu ngày nào lần nữa lại trở thành đề tài được dân tình quan tâm hết mực. Đông đảo cư dân mạng đều rất tò mò, không biết tương lai của hình xăm Phượng Chanel trên ngực Quách Ngọc Hoàng sẽ ra sao. Người thì chắc nịch nam diễn viên sẽ đi xóa xăm, người lại gợi ý anh thử sửa thành hình khác. Trên mạng xã hội, netizen sôi nổi bàn luận khi hay tin Quách Ngọc Hoàng và Phượng Chanel chia tay. Ủa, con cái hình xăm giờ tính sao ta? Triệu hồi anh em sửa hình xăm giúp anh Ngoan. Thế này thì hình xăm to ạch ở ngực phải làm sao đây? Rồi hình xăm sửa thành hình gì bây giờ? Nhanh trí đi bồi đen hình xăm vậy. Mặc dù chỉ mới chính thức thông báo, nhưng thực chất, Phượng Chanel và Quách Ngọc Hoàng đã được ai nấy đi được một thời gian. Nếu để ý thì dễ dàng nhận ra phải có lý do gì đó, Phượng Chanel mới chuyển sang sử dụng tài khoản Facebook riêng. Trong khi trước đó, cô vẫn sử dụng Facebook mang tên Quách Ngọc Hoàng để đăng ảnh và tương tác với bạn bè. Ngoài ra, thời gian gần đây, Phượng Chanel và Quách Ngọc Hoàng không còn song hành cùng nhau khi đến các sự kiện, đi công việc hoặc tụ tập bạn bè. Trên trang cá nhân của Phượng Chanel chỉ đăng ảnh một mình hoặc ảnh các con. Doanh nhân cho biết, cô và Quách Ngọc Hoàng đã chia tay nhau được một thời gian. Ngoài ra, Phượng Chanel cũng lên tiếng phủ nhận thông tin cô và nam diễn viên đã đăng ký kết hôn được lan truyền trước đó. Nói về lý do chia tay, Phượng Chanel bộc bạch việc ra đi khi không còn tình cảm nữa là điều dễ hiểu. Nữ doanh nhân cho rằng, việc đường ai nấy đi không phải là lỗi của bất cứ ai và khẳng định hai người sẽ vẫn là bạn, là tri kỷ của nhau. Ngoài những chia sẻ về việc đường ai nấy đi với nam diễn viên Quách Ngọc Hoàng, Phượng Chanel cũng không có thêm phản hồi gì về con gái đầu lòng và vẫn quyết định giấu kỹ danh tính của con. Phượng Chanel cho biết, Quách Ngọc Hoàng là một người tốt, luôn yêu thương cô hết lòng, nhưng chuyện tình cảm, hợp tan là bình thường, nên mong mọi người không suy diễn để tránh gây ảnh hưởng cuộc sống riêng của mỗi người.